Điện mô teflon epsilon r bằng 2.1, suy tan delta của nó bằng 0,2 phần nghìn. Đó. Bây giờ một bạn sẽ sử dụng TX Line tính cho tôi cái thằng này nào. Ai ai xung phong tính nào. Alo, vào lớp rồi. Không ai làm à? Đó, bọn này đi đâu hết rồi? Alo. Thầy làm mẫu một bài thầy. Tôi vừa làm mẫu nãy rồi gì? Bây giờ có ai có TX Line xung giơ tay lên xung phong làm luôn, vừa làm vừa có cái gì đâu nhỉ? Chưa ai để trên máy à? Nãy tôi vừa mới bấm này, tôi vừa làm hết rồi, bây giờ chỉ việc làm lại thôi. Nó cứ chia sẻ màn hình lên, ông nào liều tí làm đến đâu tôi chỉ đến đấy, không phải lo. Đâu rồi? Ngô Quang Minh giơ tay à? Đấy, xem màn hình đi. Hay mà xem màn hình không bật được. Đây, để thì giờ. Nhìn được chưa? Từ từ, bình tĩnh. Chưa. Đường dẫn đầu trục là các đầu trục đúng không? Sao mãi vẫn chưa thấy nhỉ? Máy của em xem bị đơ rồi. Mạng của em là kém lắm. À, xe lên nó đơ luôn. Thế em đào. Mấy em đợi Sorry. Còn lại, ông khác, Trần Hoàng Hiệp nào. bạn ấy thay bạn ấy đi đơ nên là em không xem phải. Làm nào? À, dừng. Rồi, tôi tự dừng. Rồi. À. Trần Hoàng Hiệp đâu? Thấy chưa? Chưa. Xem lại đi. Chưa, Chưa. nó vẫn đang quay là Ngô Quang Minh đang đang chia sẻ với hình thể À, sao tôi ấy rồi mà tôi tắt đâu hết bỏ. rồi mà. Thử Ôi, tôi thử xem chịu. để Cô Quang em Minh chia đã sẻ chưa thử. thử không ạ? Đây để À. em, em chia sẻ được rồi. Bùi Bùi Tuấn Dũng là nhanh nhanh nhanh. Đề bài như nào đây? Đây, cứ cứ bật màn hình lên đi đã. Chưa thấy bật. Tôi chưa nhìn thấy. Ừ, em đang chia sẻ ở đây ạ. Thế à, mọi người có nhìn thấy không? Không ạ. Không ạ. Không ạ. Không ạ. Tất cả là tại thằng Ngô Quang Minh để đi. À đây rồi, sao Nguyễn Thành Đạt là ai đây? À, em thử thôi. Rồi, ông Đạt làm luôn nhá. Đầu tiên là đường dẫn đồng trục nào, ông chọn đường dẫn đồng trục. Coaxial đâu? Rồi, ok. Teflon có epsilon r bằng 2.1, 2.1 luôn. Loss tension bằng 2 phần nghìn, 2 phần nghìn luôn, đúng không? Tiếp, thiết kế ở tại 2 g. 2 g là chỗ nào? Đúng rồi, tần số 2 g, chuẩn luôn. Bây giờ cần phải thiết kế trở kháng là trước 50 ohm. 50 ohm ở chỗ nào? Xong luôn. Đấy. Ấn cục cái sang, xong luôn. À, như vậy là tôi sẽ có. À nhưng bây giờ tôi chưa. Tôi yêu cầu là kích thước của nó bên ngoài, đường kính bên ngoài của nó là bằng 2 mm. Đường kính ngoài của cái các đầu trục ấy bằng 2 mm. Này ạ. Không phải, đường kính ngoài là DO ấy, nhìn thấy không? Trên này nó rồi 2 mm. Rồi, bây giờ ấn. Không, ngược rồi, ngược ngược. Đấy, mũi tên ở dưới ấy. 50 ohm. Rồi, đúng rồi. Đấy, thế là nó ra đường kính bên trong bằng bao nhiêu đây? 0,59 đúng không? Tôi là 0,6 mm. Bạn phải đặt 0,6 mm và xem nó ra bao nhiêu. Rồi, lại tính ngược lại. Lên trên, lên trên. Đấy. Thì là 49,8. Ok,
Đấy, rất đơn giản đúng không? Đầu bài có đây rồi. Dùng phần mềm chỉ việc thay số vào thôi. Tính xuôi thì là tôi có chở tính xuôi, bài toán xuôi là tôi có kích thước, tôi tính ra chở kháng, bài toán ngược là tôi cần chở kháng bằng bao nhiêu thì tôi tính ra kích thước. Đấy. Ok rồi, cảm ơn bạn Thanh Đạt đúng không? Mọi người có máy làm thử chưa? À, có phần mềm tích bấm thử rất dễ nha. Hoàn toàn tương tự là một người khác tính cho tôi cái bài thứ hai này, thiết kế cho đường dẫn vi giải. Đấy, đường dẫn vi giải là microstrip line, lại hoàn toàn như tương tự như vậy. Ai ai tính nào? Ai đây? Em kìa, Dũng ạ. Bùi Tuấn Dũng, ok. À, không phải strip line mà là microstrip line, à, microstrip. Đấy. Như vậy ở đây từ từ các bạn nhìn ở hình ở bên tay phải đây. Đấy, các kích thước chúng ta cần có đây này. W là độ rộng này, H là dày của lớp điện môi này, epsilon r là hằng số điện môi này. Đấy. Thì từ từ nhá, nhìn lại các tham số. Đường dẫn vi giải nửa bước sóng. Người ta ở đây người ta ghi là nửa bước sóng, như vậy là độ dài bằng bao nhiêu bước sóng? Bằng 1 phần 2 bước sóng đúng không? 1 phần 2 bước Vâng. sóng là bằng bao nhiêu độ? Sóng 90 độ, Không ăn phải, 180 độ. 180 độ. Đó, 180 độ là electrical length bên này này. Thế ạ. Ừ, rồi. Tiếp Em tục dùng là Google. bình tĩnh, sau đấy là tần số 2 ghi. Tần số 2 ghi rồi. Chở kháng đặc trưng 50 ôm rồi. Tấm điện môi F R4 epsilon R 4,3. Thằng số điện môi 4,3 đặt ở đâu? Đó. Rồi, tan delta bằng 0,25. Suy hao điện môi bằng 0,25. Đấy. Loss tension, tan delta loss tension. Đó. 0,25. Rồi. Độ dày của lớp điện môi là 1,6 mm. Nhớ chỉnh nó về mm trước. À, tất cả những cái này về mm trước. Bạn chỉnh hết cả cái này về mm không, tí nữa nó tính là tính theo milli inch. Rồi. Đấy. Bây giờ chúng ta ấn ấn nút để nó tính thôi. Xong nhớ nhỉ? À, Lỗi. lỗi. Bởi vì là độ dày của lớp điện môi thì bạn đặt thành độ dày, đây là độ dày của kim loại, quá dày 1,6 mm, dày quá. Độ dày của kim loại thường tôi đặt đấy nó chỉ khoảng là 0,3 mm thôi. 0,03, sorry, 0,03. Rồi. Đấy, được chưa? Ok chưa? Có lỗi không? Không Alo. được Đấy, cậu như vậy là có chỗ hai cái, hai chỗ cái mà trên là tôi gặp. 0,025 Cái gì? Đúng rồi, tangent là 0,025. Rồi. Rồi. Như vậy là nó tính cho chúng ta cả cái hằng số điện môi hiệu dụng đây này, 3,07 này. Như vậy hai cái tham số mà chúng ta cần phải thiết kế đây là độ rộng của cái đường line là bằng 0,129 hay là 0,13 mm. Độ dài của dây vi giải là 42 mm thì mới đạt được cái độ dài điện là nửa bước sóng. Đấy, thiết kế rất đơn giản thế thôi. Ok. Đấy, phần mềm nó tính cho chúng ta rồi. Thế còn lại các bạn ở nhà thì tự suy nghĩ cái việc là tính toán bằng công thức nhá. Trong slide tôi đã để công thức rồi. Thì các bạn tự tính toán bằng công thức. Ok, thế thì đến lượt tôi chia sẻ. Chúng ta hoàn toàn có thể tống cái này vào trong phần mềm. Đó, phần mềm mô phỏng. Phần mềm mô phỏng của tôi đâu rồi? Ừ.
thì bật ADS lên, đúng không? Chúng ta có thể bừa một cái workspace là đấy. Cái này trong hướng dẫn tôi đã làm hết tất cả các bước rồi, các bạn làm theo thôi. Tôi ví dụ workspace tôi cứ đặt là ví dụ. Ví dụ chap 2. Các bạn đặt để nó ở đâu, nhớ lại cái workspace này chúng ta lưu lại. Rồi finish luôn được. Sau đó chúng ta thêm một cái mặt new schematic. Cell 1, ví dụ 1, ví dụ quarks. Bài 1 là thiết kế dây cáp đồng trục, đúng không? Chúng ta bỏ cái tích này đi. Nếu mà có cái tích wizard này thì nó sẽ chọn các bước để tự làm ấy, nhưng mà để nó tự động, nhưng mà chúng ta không cần. Ok. Nó ra cái mạch để vẽ đây. Thì bây giờ lôi cái quark ra. Tôi sẽ dùng TX line. Dùng cái quarks này. Bây giờ tôi phải điền lại các cái tham số. Nãy tính ra nó bao nhiêu nhỉ? Nhưng mà cái này nó lại dính các cái kích thước, nó lại hơi khác đời. Tôi phải vào help để xem các cái tham số này của nó là bằng bao nhiêu. Sorry, không phải bằng bao nhiêu mà là nó ký hiệu như nào. Ấn vào help này. Mọi người có nhìn thấy không nhỉ? Có. Không, không bấm ạ. Thấy bấm vào help nó có hiện ra gì không ạ? Có. Đây, nhìn thấy chưa? Thì không thấy gì. Đây rồi. Đấy, bấm vào help thì nó hiện ra cửa sổ help để nó giới thiệu về cái phần tử này. Đấy, thì chúng ta nhìn ở đây nó sẽ có một cái tham số A. A là kích thước inner conductor, tức là bán kính bên trong, bán kính của lõi bên trong. RI là bán kính bên trong của cái vành bên ngoài. Đấy, cái vòng bên ngoài. Nó có bán kính bên trong vì nó có độ dày mà. Nên là nó sẽ có RI và RO. Thì hiệu của RI và RO chính là độ dày của kim loại. Đó. Thì bởi vì lúc nãy chúng ta tính TX line ấy, là chúng ta không là cái này nó không có cái độ dày. Vòng ngoài nó không có độ dày. Đúng không ạ? Như vậy tôi cứ cho độ dày bằng bao nhiêu đấy tùy. Còn lại L là len là độ dài, vân vân. Như vậy chúng ta quan tâm ở đây là có A và RI, đúng không? Là A là bán kính của cái lõi bên trong và RI là bán kính của vành bên ngoài. Đấy. Để đây đã. Vậy tôi phải sửa các tham số này. Nó lại là milli inch. Tôi phải sửa thành mm. Lại tính ra bao nhiêu nhỉ? A bao nhiêu nhỉ? Có ai còn nhớ không? Bạn bấm lại cho tôi là bài thiết kế cáp tại 2 GHz trở kháng đặc trưng 50 ohm điện môi Teflon 2.1. Đây, cái này bằng 2.1. Rồi các bạn bấm lại đi xong rồi trả lời tôi với. RO tôi để là 3 à. Bán kính của tôi là để là 3 mm. Thì độ dày của nó là 3.1 mm đi. Cho nó dài 10 cm, cho cáp cho nó dài dài thì. Nào mọi người bấm lại tôi, bây giờ tôi quan tâm đến cái lõi trong là cái bán kính bao nhiêu nhỉ?
À để tính lại tôi cái. Nhanh nhanh nhanh. Bao nhiêu bao nhiêu? Hôm nay bạn nào làm nhỉ? Thành Đạt đây ra đúng không? Vẫn là ra có siêu đúng không? Ờ. 50. Mình là tính chỉ số nào đấy? Bây giờ cần phải tính cái bán kính trong hay nào? Ôi giời, chờ công, nãy giờ tôi tính xong mẹ. 0,6mm ạ. À 0,3, 0,3. 0,3 đúng không? Vâng. 0,3 là đường kính đấy nhá. Đường kính hay bán kính? Cái ở 0,3 là bán kính ạ. 0,3 là bán kính. Tôi tin anh. 0,3 mm. Ok. Apply. Đấy. Bán kính trong là 0,3, bán kính ngoài là 3 mm. Đấy, thế thôi, quan trọng một cái đấy. Thế là xong, tôi lắp cái đoạn cáp đấy vào có chiều dài là 10 mm. Bởi vì chúng ta đầu bài người ta không yêu cầu là bằng bao nhiêu. Thôi cứ cho 10mm vào đấy. Đấy, mô phỏng kéo được cái phần này ra rồi. Bây giờ muốn chạy mô phỏng thì nó lại phải có mấy cái phần tử. Một là để mô phỏng thì phải có biết phải quét từ bao nhiêu đến bao nhiêu. À, mô phỏng bắt đầu từ 0.1GHz cho đến 10GHz. Các bước là 0.1GHz. Đó. Nghĩa là nó sẽ tính ở các tần số từ 0.1 cho đến 10 GHz và các tần số, các điểm để nó tính cách nhau 0.1 GHz, hiểu không? Rất dễ thôi. Phải có cái này thì nó biết để nó tính, chứ không nó không biết đồng nào mà tính hả? 1.8mm à? Hay là 0.3? Alo, mọi người. Nãy em bấm nhầm cái diameter em cho nó có 2mm. Rồi. 1.8. Đấy, đầu tiên là để nó quét, sau đó là phải lắp cổng. Các bạn có thể chọn terminal hoặc là ground terminal cũng thế. À, hoặc là các bạn dùng cái này nó nối đất luôn. Và cái này thì nó chưa nối đất. Thì trong hướng dẫn thì như tôi để terminal hay sao ấy, đúng không? Nếu mà các bạn dùng cái terminal đây. Đấy, cổng vào cổng ra thì các bạn nhớ nối đất cho nó. Lập cái cục đất vào đây. Ground. Sau đó các bạn nối dây vào. Đấy, như vậy là xong các bạn một cái mạch mô phỏng. Cái dây cáp đồng trục à. Đúng không ạ? Nhìn đấy. Chúng ta sẽ mô phỏng từ 0.1 đến 10 GHz. Tôi có thể cho đến tận lớn hơn thì sẽ là khoảng độ 50 ghi cho máu. Xong rồi chạy mô phỏng thôi, ấn vào nút này simulate thôi. Nếu mà không có vấn đề gì thì cầu rời khẩn phật là nó chạy. Nó chậm đấy nhỉ. Đấy, chạy xong rồi, không có lỗi gì, ok. Thì nó hiện ra cái này để tôi gọi là lắp các cửa sổ hiển thị kết quả. Đấy, tôi lắp lôi một cái cửa sổ hình vuông ra. Cần tính cái gì? Cần tính S11. Hát vào. Tính cho dB. Ok. À. Đấy. Ai trả lời tôi là sáng nay là S11. Nếu như mà chạy được ấy, thì S11 phải như thế nào nhỉ? Nếu phối hợp trở kháng tốt thì S11 nó phải như nào? Nhỏ hơn bao nhiêu? Qua nhớ không? Con 2. Không phải. VSWR mới nhỏ hơn 2. Nhỏ hơn bằng 0, lớn hơn bằng âm vô cùng ạ. Ừ, nhưng mà để nó, đúng rồi. Nó nhỏ bằng 0, lớn bằng âm vô cùng, đúng rồi. Nhưng mà để nó là tốt ấy, để phối hợp trở kháng tốt ấy, thì S11 nó phải nó phải như nào? Nó phải nhỏ bao nhiêu? Thì chúng ta phải biết chứ, thế thì mới biết được là bây giờ mô phỏng đây là tốt hay xấu chứ, đúng không? Nhỏ bằng 1 đến bằng 0 ạ? Âm 10 ạ. Nhỏ hơn âm 10.
thì là tốt. Ừ. Đúng không? Nhìn như vậy, nhìn thế này có tốt không? Không ạ. Không, đúng không? Vậy là ông này tính sai rồi. Có cái gì đấy đó nó bị sai rồi. Đấy, nó không tốt tí nào cả. Cái bán kính là 0,6 mm, kính bên trong. Bên ngoài là 2 mm. Bên ngoài là 2, bên trong là bao nhiêu? 0,6 à? Đúng rồi. Đấy, bọn đây, kia là 0,59. Nhưng tôi để là 3 mà. Thôi bây giờ 2 nhá. 2. Thì cái này là 2,1 đi. Đừng nhầm đường kính với bán kính nhá. 0,6. Chạy lại nhá. Nam Mô Di Đà Phật. Đấy. Bây giờ là tốt hay xấu? Tốt. Tốt rồi đúng không? Vì thấy nó dưới âm 50 rồi. Đấy. Bây giờ tôi phải sửa lại cái này. Cái gì nhỉ? Plot option. Đấy. Cho trục y. Nó đang là auto scale. Thì ta cho nó trừ 100. Min là trừ 100. Max là 0 đi. Step là 20 đi. Ok. Đấy. Như vậy là chúng ta thấy tất cả giải từ 0 GHz đến 50 GHz, đúng không ạ? Thì cái cao đồng trục này nó đều thỏa mãn là S11 nhỏ hơn âm 10, âm 10 tít trên này. Như vậy là dẫn sóng rất tốt, đúng không ạ? Đấy, các bạn dở cái hướng dẫn thực hành của tôi ra để sẽ thấy. Trong cái đây, trong cái thư mục này có thực hành đây này, kỹ thuật siêu cao tần này, nó có đầy đủ các bước cho các bạn. Nhầm. Trao rửa PDF đi. Cái nào nhỉ? À, cái này là yêu cầu.